Coi là em giải thích cho coi, coi em coi em chỉ câu đề giúp thầy nha. Peter làm ra bao nhiêu tiền thì vợ của anh ấy tiêu hết bao nhiêu? Là sao? Cái chữ đờ đờ nó đang nói về cái gì đây em, mà em không không có cái từ quan trọng nhất. Cái phần đờ đờ ít nhất em phải có cái từ gì quan trọng nhất cái thầy chứ. Peter càng làm ra nhiều tiền thì vợ anh ấy càng tiêu nhiều. Được chưa? Đơn giản thôi, Peter càng làm ra nhiều tiền thì anh vợ anh ấy càng xài. Được chưa? Vậy con này em coi thử coi con nào nó đúng. Coi kỹ ha. Dạ thưa thầy, em chọn câu D thầy. Câu D. Câu A là Peter là dành nhiều tiền. Spend là như nào đây? Spend đó chính là dành nhiều tiền hơn vợ của nãy. Thì các bạn thấy rõ ràng câu này là gì? Không có nói về vấn đề, chỉ có Peter làm thôi, còn vợ của ấy chỉ xài. Được chưa các bạn? Đó, ok ha. Thì thầy có chữ spend đó chính là mình dành là mình xài đó các bạn. Được chưa? Thì Peter làm chứ Peter không có xài. Được chưa? Đó, cho nên câu này nói Peter mà dành nhiều xài nhiều tiền hơn vợ của nãy thì là nó vẫn chưa đúng. Được chưa? Và câu B nè, Peter và vợ ấy đều kiếm tiền tào lao. Rồi câu C, Peter là xài tiền của vợ ấy làm tào lao, thì chắc chắn còn câu D thôi, là vợ của Peter là cứ gì đây, xài tiền. Được chưa? Cứ xài nhiều tiền, chọn thầy câu D các bạn ha. Đó, đúng rồi, ổn. Rồi, tiếp tục câu số 2. Em ơi Ngọc Hải nè em. Ngọc Hải nè. Dạ, cho em đọc một xíu Ờ em dịch giúp thầy nha, dịch giúp thầy nè. cái bài kiểm tra này thì nó dễ hơn so với, em không biết nghĩa từ cuối này. Ờ cho nó chữ expect mà giờ không biết nghĩa nữa. Trời đất ơi. Chữ expect bạn nghĩ là gì các bạn? Chữ Dạ, mong đợi. mong đợi hoặc là gì các bạn? Expect động từ mang nghĩa là mong đợi hoặc là gì các bạn? Mong đợi hoặc là gì? Mong đợi hoặc là gì các bạn? Ai biết được? Cái này mình không gì mong đợi nữa. Bài kiểm tra đề thi thì nó dễ hơn nhiều so với anh ấy mong đợi. Thầy không gì là mong Kỳ đợi. vọng thầy. Kỳ vọng thì nó cũng giống như mong đợi thôi. Thầy sẽ dùng cái từ gì là hay hơn? Anh ấy dự đoán. Được chứ? Các bạn nhớ expect còn mang nghĩa là dự đoán nữa, hoặc là anh ấy nghĩ. Được chứ? Bài cái đề thi nó dễ hơn nhiều so với anh ấy nghĩ. Được chưa? Thì các bạn coi nè, cái việc này nó sử dụng quá khứ. Cái này đang kể lại quá khứ. Đó ví dụ như là gì? Thầy đang nói hiện tại giờ thầy hết hợp rồi đúng không các bạn? Thì thầy kể lại hồi xưa đề thi tiếng Anh nó dễ hơn là thầy dự đoán. Được chưa? Đó thì tại sao? Cái này thầy dùng quá khứ hoàn thành vậy Hải. Cái này là dùng quá khứ hoàn thành là tại sao dùng quá khứ hoàn thành em không biết không? Này had expected là thì quá khứ hoàn thành là tại sao dùng quá khứ hoàn thành Hải? Dạ thầy, là cái việc mà anh ấy mong đợi á, cho Dự nên đoán, kiểm ra tra. đang dự đoán. Cái việc mà nó dự đoán thì như thế nào? Nó xảy ra trước không nè, Xảy ra trước cái nào? trước khi làm bài. Ừ, trước khi làm bài mà cái này nói về trong quá khứ nữa. Được chưa? Cho nên người ta dùng quá khứ hoàn thành. Được chưa? Đó, thì cái đề thi nó dễ hơn là anh ấy dự đoán. Ok, kể lại các bạn ha. Rồi, vậy câu này em chọn câu này phù hợp nè. Câu của A nè. Vậy Câu A gì? câu em Câu A gì thế ta coi. cái bài kiểm tra thì nó dễ dễ hơn anh ấy đã làm xong tất cả. Bài kiểm tra nó dễ hơn anh ấy làm xong tất cả thì nó có ổn không em? Dạ không. Không thì cứ để đó đi, rồi đọc tiếp nè. Anh ấy không thấy rằng cái bài kiểm tra này nó quá khó. Rồi gì nữa? Anh ấy không có thấy bài kiểm tra này nó quá khó rồi gì nữa? Ồ chẳng vế, biết sao em dịch không được. Ở SC hát thought là cái gì? Dạ. Em đoán cho thầy đi, chữ thought mà nghĩ là gì em? Nghĩ.
nghĩ vậy em nè, anh ấy không như như anh ấy nghĩ cái bài truyện tranh thì quá khó, là như sao tự nhiên như cái như anh ấy nghĩ thì nó đứng đầu câu hay không mà em dịch là kiểu như anh ấy nghĩ đứng đầu câu vậy, nó đang đứng cuối câu mà em. Có để em nói lại thử từ đầu tới cuối thôi coi. Em dịch lại từ đầu tới cuối này nè. hay là anh ấy không thấy, anh ấy không thấy là cái bài kiểm tra này nó quá khó, như Ủa như gì nữa em, sao mà nó cứ đứng cứ ngắt vậy trời. như Như anh ấy gì? chờ đợi. Chứ chưa đợi đâu, chứ chưa đợi đâu. Thầy hả em chỉ chờ đợi đâu. Vậy là như anh ấy nghĩ. Sao nó đưa có đơn giản như vậy thôi mà dịch cũng không xong nữa là sao? Từ vựng nó rất là dễ mà. Anh ấy thấy cái đề thi nó, anh ấy không thấy đề thi nó khó như là anh ấy nghĩ. Thì em coi thử nó giống câu đề không? Câu đề là gì? Câu đề là gì? Cái bài kiểm tra này dễ hơn anh, dễ hơn anh ấy mong đợi. Cũng là mong đợi nữa. Cái này không dịch nghĩa là mong Dự đợi. đoán dễ hơn anh ấy dự đoán. Hay là anh ấy nghĩ thì con nữa em thử câu B nó có ổn mày nghĩ hay không, hai cái dâu y chang nhau không đó, suy nghĩ lại nữa coi cái bài kiểm tra nó dễ hơn là anh ấy nghĩ, anh ấy dự đoán. Câu B là gì? Anh ấy không thấy bài kiểm tra nó khó như là anh ấy nghĩ, ổn không? Dạ ổn. Ổn thì cứ để đó. Rồi câu C là gì? Possible mày nghĩ là gì em? Possible mày nghĩ là gì hả? Em quên rồi. Vậy perform mày nghĩ là gì? Perform mày nghĩ là gì? Rồi không biết nghĩa luôn. Học hành kiểu gì vậy hả? Em như vậy là thầy nói thẳng luôn thầy không nhận được đâu nha. Hồi trước em vô em đã nói như thế nào rồi? Em kêu em cố gắng rồi, em cố gắng thầy không thấy cố gắng đâu hết trơn á. Hồi bữa làm học kỳ cũng thầy cũng đang rất thất vọng về em luôn. Học hành kiểu gì á cho nên là thầy không biết sao đó, em vào em nhắn tin cho thầy như nào đi chứ học như vậy là thầy không có nhận nữa nha. Thầy nói cho biết trước rồi đó. Không kiểu gì mà bây giờ những cái từ vựng đơn giản là mà không biết nữa thôi. Thầy dạy hết rồi, phải là thầy chưa chưa dạy đâu. Cho nên thầy nói rồi đó, sau buổi học này em nhắn gì cho thầy đi. Chứ như vậy là thầy không chịu đâu đó. Toàn là để thầy mồi từng cái một không à. Đợi thầy thiếu. Các bạn làm tiếp thầy đi, để thầy chửi thằng này. Học hành kiểu gì không à. Các bạn làm. Rồi câu số 2 một bạn khác làm miếng thầy đi. Rồi thầy mời Xuân Mai nè em. Câu số 2 em chọn gì đây Xuân Mai? Dạ câu số 2 em chọn câu B. Tại sao chọn câu B và câu C em dịch thôi coi. Dạ là cần thiết Vì possible và còn gì là cần thiết nữa em. nó có thể Em đọc em coi nè, em dịch từ đầu tới cuối, em coi từ đầu tới cuối rồi sau đó em hiểu như thế nào em dịch bằng tiếng Việt cho thầy cho nó dễ hiểu, chứ không lúc nào dịch từ trái sang phải là em nói như vậy nó có thể tiếng Việt mình không dịch, nó có thể đứng đầu câu em đó, cho nên là em coi từ đầu tới cuối rồi sau đó em hiểu như nào thì em dịch. đó là
anh ấy có thể thực hiện tốt cái bài kiểm tra đó. Tiếng Việt của mình có dùng chữ thực hiện cho bài kiểm tra không em? Vậy là làm bài kiểm tra tốt. Làm cái bài thi chứ sao các bạn thích làm bài kiểm tra, đâu phải cái test thôi, các bạn dịch là cái bài kiểm tra. Là câu này là gì? Anh ấy có thể làm được bài thi tốt. Đó, thì cái này ổn không? Ổn Dạ không? không. Không thì bỏ. Rồi câu D là gì? Anh ấy dự đoán là bài kiểm tra đó, bài thi đó nó dễ. Vậy câu này ổn nhất là câu nào? Dạ, câu ổn nhất là câu B. Đúng rồi, câu B. Được chưa? À, đơn giản các bạn ha. Cái này nó liên quan về cái bài so sánh hơn những bạn có thể ra nha. Đó chứ đề thi nó không hẳn là nó sử dụng bắt các bạn sử dụng mấy cái càng càng đâu các bạn. Nó có thể làm những bài này như này nữa. Rồi, tiếp tục câu số 3 thầy nè. Câu số 3 thôi bỏ đi. Để thầy coi câu số 3 còn làm không? Thôi khỏi đi. Rồi câu số 4 thầy nè. Câu số 4 thầy mời Hoàng Oanh nè em. Ừ, em dịch thử thầy coi câu số 4 nè. Em hiểu như thế nào thì em dịch như vậy cho tiếng Việt cho thầy dễ hiểu nha. Chứ đừng có dịch lan man thầy không hiểu gì hết trơn. Đừng dịch gọi là nó y chang như là tiếng Anh là thảm hiểu như trơn á. Rồi thử coi. Cuốn sách làm tôi hứng thú hơn cả cái bộ phim này. Ừ đó em dịch như vậy thầy dễ hiểu nè. Cái cuốn sách thì nó hứng thú làm tôi hứng thú hơn là bộ phim. Đó ok ha. Vậy con là em con A thử coi. Cô A tôi nghĩ cái cuốn sách này tôi nghĩ cái cuốn sách này nó thú vị hơn là bộ phim. À, nghĩ là ổn rồi đúng không? Đó nhưng mà em coi ngữ pháp nó ổn hay không? Ngữ pháp nó có sai chỗ nào hay không? Ngữ pháp có sai chỗ nào không? Được thì cứ để đó rồi tiếp tục câu B thôi coi. Và em coi cái thì nữa những cái bài mà viết lại coi coi câu A cái thì nó phù hợp với câu D chưa? Cái thì nó phù hợp với câu đề chưa? Phù Rồi cứ để đó ha, nghĩ ổn nhưng mà ngữ pháp cũng ổn cứ để đó ha. Rồi câu B em thấy ổn hay không? hợp. Câu B là theo cái ý kiến của tôi thì cái bộ phim không được chú ý như là cái cuốn sách. Chú ý đâu có chú ý đâu, đó chú 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 ý của thầy đó. Không được quan tâm. Không được quan tâm là sao? Ủa sao ở trên thì interesting rồi ở dưới là interested là sao? Vậy cái nào đúng? Vậy em nghĩ cái này sai em. Cái này em nghĩ là cái này sao? Khi nào dùng interesting và khi nào dùng interested em có biết không? Ôi trời đất ơi. Vậy câu này, vậy câu A, câu B cái nào đúng thì em tự chọn đi thầy. Kiểu như thầy chỉ Dạ nhắc thì em tới vậy thôi. câu Em cứ câu A đi ha. Vậy câu C thì như thế nào đây? A. Câu C là tôi nghĩ cái cuốn sách nó không làm tôi hứng thú như bộ phim. Thì có đúng không? Dạ không. Không. Cứ để đó rồi câu D là cái gì? Câu D là bộ phim làm tôi chán hơn là cái cuốn sách. Vậy cái này ổn không? Cuốn sách làm tôi. Thì theo ý kiến của tôi bộ phim nó làm tôi chán hơn cái cuốn sách. Nó có ổn không? Nghĩ nghĩ ổn nhưng mà em Dạ coi ngữ cũng pháp nó có ổn. ổn không? Vậy con em rốt cuộc chọn gì đó? Chốt thầy đi. Dạ con E. Câu A, tại sao câu D em nghĩ nó sai? Cái này em lụi hay A, A D em nhắm em chọn chọn câu A hả? Đúng không? Dạ không. Thấy con E nó ngữ pháp đúng hơn. À, ngữ pháp đúng hơn. Vậy câu D nó sai chỗ nào các bạn? Câu D nó sai chỗ nào? Câu sai câu D nó sai chỗ nào? Dạ tính từ mà không có tu bi này. Ừ, cái không phải tính từ có to be không không đúng không ổn chưa đúng câu D nó vẫn chưa 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 không phải cái chữ bo đúng rồi em chữ bo nó đúng rồi chữ bo đúng rồi nó sai chỗ nào ai biết
Rồi không ai biết hết. Rồi vậy câu B nó sai chỗ nào các bạn? Câu B nó sai chỗ nào? Interested. Tại sao nó sai interested em? Theo em là dùng interesting. Vậy sự khác biệt giữa interesting và interested là chỗ nào? Theo em là interesting nó dành cho đồ vật. Vậy ví dụ thầy nói là he is an interesting person được không? Được không? Dạ không. Ủa tại sao không? Ai nói với em là interesting dùng cho vật? Ai nói với em? Dạ nhớ là cô trên trường bày ạ. Cô trên trường vậy vậy. Ai giải thích được cho đúng, nói như vậy là hoàn toàn sai anh em. Hoàn toàn sai nha. Dạ in là mô tả, kiểu nó mô tả cho cái gì đó, còn Ali là nó có tác dụng. Không không được giải thích là như cho cái gì đó thầy đâu biết cái gì đâu đúng không cáo? Đó đâu biết đâu. Phải cụ thể thầy chứ. Cho cái gì đó là cái gì, cụ thể là cái gì? Ali là cho người, còn in là cho vật hả thầy? Ừ không, thầy nãy thầy nói rồi, nãy bạn nào nói giáo viên là gì? In là cho vật, còn it là cho người thầy không đúng, sai tào lao. Cái đó là gọi là cái lỗi sai cơ bản nhất của nhiều bạn học. Không đúng. Ai giải thích đúng với thầy nè. Cao giải thích lại với thầy coi. Chắc là hiểu nhưng mà vẫn chưa nói cụ thể được nè. Nó lại cụ thể thôi coi. Vậy là giống như là cái gì đó thì nó in, còn khi mà nó tác động lên con người thì nó mới là AD. Em nói như vậy thì nó vẫn chưa rõ chứ lắm. Ai giải thích được? Ai dạ thưa thầy, em nghĩ là interesting là kiểu nói về tính chất của một sự vật, sự việc, còn tịch là kiểu bị tác động lên. Bị tác động lên. Vậy cái tính chất vậy chỉ in mình dùng cho người hay vật em? Dạ, người hay vật cũng được. Đúng rồi, chính xác, phải nói như vậy. Nhưng mà nói như vậy thì nó vẫn còn hơi bị hoang mang cho các bạn khác. Cho nên bây giờ thầy sẽ giải thích lại. Đây. Bây giờ thầy sẽ giải thích lại. Bây giờ thầy sẽ có cái từ đầu tiên mà trước giờ các bạn không nghĩ tới, đó chính là chữ bore. Được chưa? Chữ bore động từ nó mang nghĩa là bore something hoặc là someone. Đây là một cái nội động từ. Nội động từ là một động từ kết hợp với một cái tân ngữ phía sau. Nó phải có danh từ phía sau nó gọi là nội động từ. Đó, ví dụ thật có ăn thì ăn cái gì đó thì nó nội động từ. Yêu thì yêu ai đó thì yêu nó là một cái nội động từ. Được chưa? Vậy bore something someone đó chính là làm cái gì đó chán, nhưng mà đa số là làm ai đó chán không các bạn. Something nó ít ra lắm. Bore someone là làm ai đó chán. Làm ai đó chán. Được chưa? Đó, thì bây giờ thầy có gì đây? Bộ phim này làm tôi chán. Bộ phim này làm tôi chán. Thì rõ ràng bộ phim này là gì? This film. Làm tôi chán thì trong câu này làm tôi chán này động từ rồi. Bore. Nhưng mà một khi nó là đã, đây là thầy đang nói là động từ các bạn. Làm ai đó chán, một cái hành động rồi. Đúng không? Đây là một động từ rồi. Cho nên động từ thì không có to be. Được chưa? Cho nên có động từ, không có to be một chuyện đúng không? Và cái thứ hai là buộc các bạn phải chia động từ đó. Con đang ở thì nào và ai đang ở thể nào. Thì rõ ràng bộ phim này đã coi rồi. Đó, cho nên là mình kể lại thì rõ ràng phải dùng quá khứ đơn cho thầy thôi. Được chưa? Mà quá khứ thì buộc các bạn thêm đê cho thầy, nhanh gọn. Khiến ai chán? Khiến tôi chán. Bored me, nhanh gọn. Bộ phim này làm tôi chán. Được chưa? Đó, ví dụ cái thứ hai đó chính là cái gì? Đó chính là chữ interest. Đây là một cái động từ. Các bạn đã nhớ interest, danh từ là sở thích nha các bạn. Danh từ là cái sự quan tâm hoặc là cái sở thích. Đó, ví dụ như là reading books is my interest. Đó, đó chính là cái sở thích. Đó y chang là cái hobby gì đó. Đó là danh từ. Nhưng mà động từ nó không mang nghĩa là sở thích. Sở thích là danh từ rồi. Còn động từ nó mang nghĩa là gì? Làm ai đó thích thú. Làm. Nhưng mà đây là một cái nội động từ, phải là interest someone. Được chưa? Vẫn là interest someone. Làm ai đó, làm ai đó thích thú. Được chưa? Làm ai đó thích thú. Nó tương tự như chữ bore nè. Vậy thay vì thầy nói là bộ phim là làm tôi chán thì bộ phim khiến tôi thích thú. Được chưa? Đó thì thầy nói gì đây? This film interests me. Nhưng mà cái này quá khứ thì thầy chỉ còn thêm ed. Được chưa? Động từ mà đâu còn be nữa đâu. Thầy đang nói là động từ nha. Được chưa? This film interested me. Đây đối với trường hợp nó đang là động từ. Được chưa? Đó, ok. Rồi bây giờ thầy sẽ phân tích đối với trường hợp là ủa vậy, boring là gì, vậy interesting là gì? Thì đây. Boring và interesting. Cái này dùng cho cả người và vật. Được chưa? Tính từ. Đây là một cái tính từ các bạn. Được chưa? Thì tính từ mà đuôi in thì các bạn có viết thêm thầy, tính từ đuôi in mô tả tính chất
Bạn nào tán thành với thầy nha. Tính chất, đặc điểm của đối tượng. Thầy nói chung đối tượng, bởi vì đối tượng nó vừa là người, nó vừa là vật, được chứ? Đó, tính chất, đặc điểm. Đó, tính chất, đặc điểm là như thế nào? Ví dụ, bộ phim này nó chán quá mày ơi. Bộ phim này nó chán. Nó không có nói là chán ai hết, đúng không? Bộ phim này nó chán. Thì bộ phim là danh từ, là cái chủ ngữ nè, được chưa? Chán là tính chất, đặc điểm của bộ phim đó, được chưa? Các bạn đang mô tả tính chất, đặc điểm của bộ phim pháp, được chưa? Hoặc là thầy nói gì, anh ấy là một người thú vị, được chưa? Bộ phim này thú vị, bộ phim này hay, bộ phim này thú vị, được chưa? Thì rồi hay hoặc thú vị nó cũng mô tả cái tính chất, đặc điểm của bộ phim đó, được chưa? Bởi vì thầy nói anh ấy là một con người thú vị, được chưa? Thì thú vị đó chính là cái tính chất của anh ấy, được chưa? Ví dụ các bạn tiếp xúc với người đó nhiều thì cảm thấy ô anh nó thú vị ghê đó, được chưa? Thì đó là cái tính chất, cái đặc điểm của anh ấy, được chưa? Thì thầy sẽ dùng chữ interesting, được chưa? Cho nên là boring, interesting là dùng cho cả người và vật, được chưa? Tương tự với boring, ví dụ đó là một bộ phim chán, hoặc là anh ấy là một người chán. Tại sao nói một người chán? Bởi vì anh ấy không có nói nhiều, anh ấy cứ suốt ngày cứ lầm lì, anh ấy chẳng làm gì hết trơn, ở bên cạnh ấy thì rất là chán, được chưa? Cho nên anh ấy là một con người chán. Cái tính chất, mình mô tả cái tính chất của người đó, cái tính chất, cái đặc điểm của người đó thì thầy dùng boring, thầy dùng tính từ đuôi, được chưa? Đó, ok các bạn ha. Vậy đối với cái trường hợp mà ví dụ thầy có bore là như thế nào, các bạn coi bore này cũng có ed mà bore này cũng có ed. Tại sao? Bởi vì cái này nguyên mẫu của nó là chữ bore này, mà cái này người ta đang nói về quá khứ, cho nên người ta thêm d, được chưa? Đó, cho nên người ta thêm d, được chưa? Vậy đối với cái trường hợp là bore thêm s không? Có. Đối với trường hợp nó không nói về quá khứ mà nói một cách chung chung, ví dụ như là gì đấy, xem phim khiến tôi chán, hoặc là gì đấy, làm công việc này lúc nào cũng làm tôi chán. Đây là một cái thói quen rồi, các bạn nói chung chung mình dùng hiện tại đơn. Đó, ví dụ thầy nói là xem phim khiến tôi chán, nên ví dụ thầy không thích xem phim. Đó, xem phim là thầy buồn ngủ, thầy thích làm những công việc mà thầy, những cái việc mà thầy thích hơn. Đó, ví dụ như đọc sách chẳng hạn. Đó, ok, thì thầy nói gì? Watching movies, xem phim làm tôi chán. Cái này thầy đơn giản các bạn rồi. Danh động từ, động từ thêm in làm chủ ngữ trong câu thì nó sẽ tạo thành danh động từ, mà một khi là danh động từ đứng đầu câu nó sẽ là chủ ngữ số ít, được chưa? Mình không còn quan tâm danh từ này nữa, không còn cái này số nhiều không còn quan tâm nữa, mình chỉ quan tâm nguyên cụm này thì nó đang là chủ ngữ số ít. Mà một khi chủ ngữ số ít thì động từ phải như thế nào? Động từ phải thêm s, được chưa? Bores me như thế này. Nhưng mà ủa thầy ơi, tại sao cái này thêm ed mà cái này thêm s? Bởi vì cái này là một cái hành động cụ thể, một cái gọi là một cái sự kiện cụ thể ở trong quá khứ, được chưa? Mình đã xem bộ phim, vừa thầy xem bộ phim x gì đó đi, đó xem xong thầy nói là ta đã xem bộ phim đó lâu rồi, nó làm tao chán lắm. Một cái việc mình kể lại quá khứ. Còn này mình đang nói một cách chung chung các bạn, mà chung chung thì dùng hiện tại được. Xem phim làm tôi chán, được chưa? Còn chữ bore này nó là tính từ, được chưa các bạn? Bore này tính từ, đây cũng là chán luôn. Nhưng mà đang nói về đây, đang nói về cái trạng thái, được chưa các bạn? Đang nói về cái gọi là mình bị tác động. Đó, ví dụ như là gì? Xem bộ phim này để chán, cho nên bộ phim đó nó tác động lên mình bị chán, được chưa? Mình bị chán, được chứ các bạn? À, ok, thì cái này mình bị tác động, mình sẽ dùng động tính từ ed, được chưa? Đó, cho nên mình nói là I am bored như thế này, nó sẽ khác hoàn toàn so với I am boring, được chưa? Nếu mà các bạn nói I am boring là như thế nào? Tôi là người chán, cho nên là tôi cảm thấy là tôi không có thích thú vị. Đó, nhiều người nói tôi chán cho nên tôi nghĩ là tôi chán, I am boring, được chưa? Nhưng mà các bạn nói là giờ mình không có làm gì làm hết, bây giờ thi cử xong rồi, giờ không có gì làm hết trơn, cho nên mình cảm thấy chán. À, cảm xúc, ví dụ thầy đâu phải là người chán đâu, đúng không các bạn? Đó, thầy nghĩ thầy là người khá thú vị đó, đúng không? Đó, cho nên thầy sẽ nói là I am bored now, giờ thầy không biết làm gì hết trơn, thầy chán quá. Thầy sẽ dùng chữ bored này. Được chưa các bạn? Các bạn đã tưởng tượng được chưa? Đó, ok ha. Rồi, tương tự như là chữ interested và interesting. Vậy interested là như nào? Là mình hứng thú với cái gì đó. Nhưng mà interested nó buộc đi theo với một cái tính từ, đó chính là in, được chưa? Đó, cái này là một cái tính từ luôn các bạn, mang gì? Đó chính là thích thú hoặc là mình quan tâm, được chưa? Đó, đây là một tính từ thích thú hoặc là gì? Hoặc là mình quan tâm về một việc gì đó, được chưa? Đó, ok, ví dụ như là gì? Đây là tính từ, một khi tính từ thì phải có to be. Đó, to be phải coi nó là ở thi nào. I am interested in, ví dụ như là English, được chưa? Là tôi thích thú với tiếng Anh chẳng hạn vậy, được chứ? Đó, ok các bạn ha, cho nên phải dùng ed này. Bởi vì như thế nào? Tiếng Anh nó thú vị cho nên mình cảm thấy thích thú,
Được chưa? Cho nên thầy nói là tiếng Anh thú vị thì nó như nào? Nó là tính chất của tiếng Anh, cho nên mình mô tả mà. English is interesting. Được chưa? Hiểu không các bạn? Đó, như thế này thôi. Ok, thì thầy phân tích cho bạn ba cái như thế này. Đầu tiên là động từ. Thứ hai là tính từ thêm in, mô tả tính chất đặc điểm của đối tượng. À, và cái cuối cùng đó chính là ED. Được chưa? Đó, ok các bạn, tính từ ED thì nó đang mô tả gì đây? Nó đang mô tả về một đối tượng bị tác động bởi đối tượng khác. Được chưa? Đó. Hay nói là đang nói một cái trạng thái. Được chưa? Đang nói một cái trạng thái. Được chưa? Các bạn đã tưởng tượng được chưa? Thầy nghĩ là các bạn hiểu ha. Tương tự như thầy từ này nữa nè. Ví dụ thầy sẽ từng dạy các bạn chữ confuse. Chữ confuse thêm ED và confusing. Đó, confusing ED và confusing. Cái này dùng cho cả người và vật các bạn. Được chưa? Đó, chữ confusing là dùng cho cả người và vật. Ví dụ thầy nói là gì đây? Cái bài toán này nó thật là khó hiểu. Bởi vì thầy có confusing đây, tính từ là gì? Khó hiểu các bạn ha. Confusing là gì? Khó hiểu. Đây, tính từ nè, khó hiểu. Thầy nói cái bài toán này nó khó. This problem, bài toán là problem đó các bạn. Is đây, is confusing. Cái tính chất của bài toán đó. Hoặc là thầy nói, ồ cái thằng đó nó thật là khó hiểu. Cái tính chất đặc điểm của thằng đó mà. Cho nên thầy nói là gì? He is confusing. He is confusing. Được chưa? Đó. Bởi vì cái thằng đó là nó khó hiểu, cho nên là tôi cảm thấy bị khó hiểu, là mình bị tác động đó các bạn. Được chưa? Thì cho nên mình thì nói là gì? I am confused. Được chưa? Đó. Và nguyên mẫu của nó đó chính là chữ gì? Chữ confused này. Thì đây là một cái động từ, nó mang nghĩa gì? Làm ai đó khó hiểu. Làm ai đó bối rối hoặc là khó hiểu. Làm ai đó khó hiểu ha. Đó. Vậy ví dụ thầy nói là gì? Thay vì thầy nói cái bài toán này, this problem is confusing, được chưa? Đó, to me, đối với tôi, thì thầy sẽ nói là gì đây? Bài toán này làm tôi khó hiểu. Đây là một động từ, còn này là tính từ các bạn. Thì thầy nói là gì? This problem confuses me. Được chưa? Nhưng mà cái này giả bộ như quá khứ chỉ còn thêm đi, thêm đề vào thôi. Nhưng mà đang mang chức năng là động từ. Quá khứ thì chỉ còn thêm đề. Hiểu không các bạn? Đó, được chưa? Thì nguồn gốc của tính từ thêm ed và tính từ thêm in, đó chính là cái động từ nguyên mẫu của này. Được chưa? Đó, thầy hướng dẫn rất là kỹ trong vòng 15 phút rồi đó các bạn. Các bạn đã hiểu được chưa? Ai còn thắc mắc gì nữa không? Có ai thắc mắc gì nữa không? Thầy dạy là dạy một lần này thôi nha. Sau này là buộc là phải nhớ đó. Những kiến thức này thầy nhớ đã từng dạy các bạn rồi mà các bạn bị quên rồi. Dạy từ bài unit 1 rồi đó. Đó, hiểu được chưa? Dạy một lần thôi nha. Đó. Thì có ai thắc mắc gì nữa không? Ai thắc mắc gì nữa không? Có ai thắc mắc gì nữa không? Rồi thì các bạn coi nè. Thì đây rõ ràng cuốn sách này làm tôi thích thú hơn là bộ phim. Thì nay đang động từ các bạn. Động từ thì nó không còn tôi biết. Được chứ? Đây nè, cái chủ gọi là cái nào, cái đối tượng nào đang chủ động. Cái cuốn sách nó tác động lên tôi mà. Được chứ? Đó, thì nó làm tôi thích thú hơn là bộ phim. Câu A thì chắc chắn đúng rồi. Đấy chứ, tôi nghĩ rằng cuốn sách nó thú vị hơn bộ phim. Đang mô tả tính chất của cuốn sách, cho nên người ta dùng tính từ là thêm in này và người ta copy. Này, quá khứ nữa các bạn. Ổn không? Ổn. Thầy nói để làm những bài này đầu tiên là coi thì trước. Coi thì trước thầy. Là câu đề nó đã quá khứ thì câu viết lại cũng là quá khứ. Được chưa? Còn câu B nó như thế nào? Nó sai chữ interested nè. Được chưa? À, cái này phải là gì? Interesting bộ phim mà. Cho nên đúng là phải dùng interesting. Được chưa? Còn câu C là quá sai rồi. Được chưa? Còn câu D là gì? Theo ý kiến của tôi thì cái bộ phim làm tôi chán hơn là cái cuốn sách. Nó sai chỗ nào mấy đứa? Bị thiếu cái chữ gì? Chữ more nè. Thêm chữ more cho thầy. More me more than the book thì mới đúng. Thiếu chữ more rồi. Này câu D nè. More than nè thì phía dưới cũng phải more than cho thầy chứ. Được chưa? Thì câu này đúng là thầy còn thầy câu à. Hiểu được chưa? Rồi câu số 6 là một câu khá là confusing. Này chưa, khá là khó hiểu, khá là rắc rối ha. Nhưng mà câu này là cho mấy đứa lớp 6 làm, nó làm vẫn được nha các bạn. Bởi vì câu này là câu khả năng lớp 6 làm nha. Và câu số 6 thầy thử câu số 6 nè các bạn coi nè. Không có ai trong đội có thể chơi tốt hơn là John. Được chưa? Không có ai ở trong đội chơi tốt hơn là John. Thì câu này nói là gì? Chắc chắn thằng John là đứa nào rồi? John là đứa chơi tốt nhất trong đội. Đúng không các bạn? Đó, ok. Đó, ok. Thì câu này các bạn chọn gì? A, B, C, D. Em chọn D. Một bài chữ D. À, hồi nãy thầy đã nói quá rõ ràng rồi đúng không các bạn?
Đó thì không có ai trong đội có thể chơi tốt hơn là John. Được chưa? Play better than John. Được chưa? Thì câu này nói là gì? John is best player, is the best player of the team. Được chưa? Nhưng mà nếu mà câu này mà bỏ chữ the á thì nó sai. Có một khi đã có best thì phải có the thôi. Được chưa bạn? Đó, chọn thầy câu D ha, câu này dễ quá rồi. Câu số 7. Câu số 7 thầy thử mời một bạn thử coi. Thầy mời Ngọc Tâm thử thầy coi đi Ngọc Tâm. Câu này em dịch trước thầy coi. Ngọc Tâm dịch thầy này, Ngọc Tâm rồi. Ngọc Tâm ơi, Ngọc Tâm rồi. Ngọc Tâm ngày hôm qua có ủa đâu rồi? Ủa alo Ngọc Tâm đâu rồi ta? Ngọc Tâm nay có đi học không? Nãy thầy vừa mới thấy mà. Nè đây nè, đi đâu tiêu rồi? Rồi đó toàn là đi đâu không à? Gọi điện, mắc vốn. Rồi bạn tiếp theo làm thử coi này, thử coi. Thầy mời Mỹ Duyên làm, thầy đi Mỹ Duyên. Dạ. Câu số 7 ha, rồi em dịch cho thầy coi nè. Anh ấy chỉ cảm thấy hạnh phúc khi mà anh ấy không có quá nhiều việc để làm. Ừ, câu này dễ ha, anh ấy chỉ cảm thấy hạnh phúc mỗi khi mà anh ấy không có việc gì để làm. Được chưa? Vậy câu này em chọn thử coi. Dạ, em chọn câu B là anh ấy càng làm việc ít thì anh ấy càng cảm thấy hạnh phúc. Ừ, ổn về nghĩa nhưng câu quan trọng ngữ pháp có ổn hay không? Ừ, dạ ổn. Ổn. Rồi, câu A nó sai chỗ nào? Dạ là anh ấy càng làm việc thì anh ấy càng hạnh phúc là sai nghĩa. Đúng rồi, câu C là gì? Công việc của anh ấy khiến anh ấy hạnh phúc. Thì như thế nào đây? Sai. Ừ, câu D là gì? Anh ấy cảm thấy ngày càng hạnh phúc với công việc của anh ấy là sai. Ừ, là sai. Đây câu này chắc chắn chọn thầy câu B. Anh ấy chỉ cảm thấy hạnh phúc mỗi khi mà anh ấy không có nhiều việc để làm thì anh ấy càng làm ít thì anh ấy càng cảm thấy hạnh phúc. Nghĩa là một chuyện nhưng mà quan trọng coi cái này đang thi gì đây. A đơn start hiện tại đơn thì câu đề cũng phải là câu viết lại cũng phải hiện tại đơn. Ổn câu B. Được chưa bạn? Được chưa? Rồi tiếp tục câu số 8 nè. Ủa câu số 8 rồi. Câu số 8 nó nhảy xuống đây rồi. Ui rồi ôi. Rồi các bạn làm thầy câu số 8 ha. Câu số 8 thầy mời Khoan làm thầy đi Khoan. Đây thầy. Ừ, làm thầy câu số 8 được coi. Dịch trước cho thầy. Ừ, dịch cho thầy đi. Đây là tôi học rất nhiều nhưng tôi không thể nhớ bất cứ thứ gì. Ừ, tôi học rất là nhiều nhưng tôi không thể nhớ bất cứ thứ gì. Em coi cái câu này đang thì gì? Thưa thầy là thì hiện tại. Hiện tại đơn. Em phải nói rõ hiện tại gì chứ. Hiện tại hoàn thành, hiện tại tiếp diễn, hiện tại hoàn thành tiếp diễn tùm lum tùm la hết. Hiện tại đơn. Rồi vậy câu này em chơi gì đây? Dạ em coi đây. Tôi học nhiều nhưng mà tôi không thể nhớ bất kỳ thứ gì. Thầy là chọn câu C này. Ghê vậy câu C là gì? Thầy là tôi càng học nhiều thì tôi nhớ càng ít. Ừ, tôi càng học thì tôi nhớ càng ít. Chọn thầy câu gì? Câu C quá đơn giản rồi. Tôi học nhiều nhưng mà tôi không thể nhớ bất kỳ thứ gì. Đó thì càng học thì càng không nhớ. Thì mình càng nhớ ít. Đó đơn giản ha. The more I learn, the less I remember. Chọn thầy câu C. Rồi tiếp tục câu số 9. Thầy mời ai đi chơi? Thầy mời kêu anh em. Ồ kêu anh biết điểm chứ kêu anh. Dạ biết rồi thầy. Mấy điểm? 7 điểm không? Dạ 68. 68 hả? Ôi cha thôi kệ, cũng được rồi, đều khó mà. Làm thầy câu số 9 thưa thầy coi. Hiện thầy em dịch chứ nha thầy. Ừ ok em. Hiện thầy là khi tôi càng trở nên già trẻ hơn thì tôi ít muốn đi du lịch. Khi tôi trở nên già hơn thì tôi muốn đi du lịch ít đúng không? Vậy câu này chọn gì? Dạ em chọn câu D thầy. Câu D là gì? Tôi
Tôi trở nên già thì tôi... Cái này đang đờ, đờ thì phải có chữ gì với thầy chứ? Tôi ngày càng già thì tôi càng ít muốn đi du lịch. Rồi cũng ổn rồi, chọn thầy câu gì đây? Câu D hay câu B? Câu D đúng không? Dạ, the older the older I get, the less I want to travel. Đúng rồi, chính xác các bạn. Cái đầu tiên là thầy đang chia đối với là tính từ, tôi càng già nè. Sau get là một tính từ, được chưa? The older I get. Thì phía sau mình chia đối với động từ. Qua nè, tôi càng muốn ít đi du lịch, the less I want to travel. Chọn thầy câu D. Được chưa? Đó. Câu này câu B bị sai bởi vì phải là gì? The older chứ không phải the more I get old. Tào lao. Rồi tiếp tục câu số 10, câu cuối nè. Câu số 10 thầy thử mời thử coi. Trinh Nam thầy thử coi Trinh. Yeah. Rồi đọc đề thầy đi, đọc đề thầy đi. Ờ thưa thầy là ngày nay nói chung là cái lượng do dầu đã được tiêu thụ lượng dầu này được tiêu thụ nhiều hơn 10 năm về trước. Lượng dầu ngày nay thì được tiêu thụ nhiều hơn là 10 năm trước. Đó, ok ha. Vậy câu em chọn câu gì ra câu A thử coi. Dạ em câu A là là cái lượng dầu thì dịch coi nè, em coi từ đầu tới cuối rồi dịch cho này cho ổn nè. Dạ. Là không có quá nhiều dầu được tiêu thụ ở 10 năm về trước như là bây giờ. Ổn không? Dạ cũng ổn thầy. Ổn thì cứ để đó ha, cổ B thử coi. Thưa thầy là sự tiêu thụ dầu là ngày càng ít ở bây giờ. Thì ổn không? Dạ sai. Sai rõ ràng rồi, thì càng ngày người ta càng xài nhiều dầu rồi các bạn. Đúng không các bạn? À, xăng với thầy lộn. Được chưa? Thì cái này là gì? Cái lượng tiêu thụ xăng thì càng ngày càng đi xuống ngày nay, càng ngày càng giảm đó các bạn. Được chưa? Going down là giảm đó. Được chưa? Đâu có ổn đâu. Được chưa? Rồi câu C thử coi. Dạ câu C là chúng ta có nhiều xăng ở 10 năm về trước hơn là bây giờ. Ổn không? Dạ nó cũng sai nghĩa. Tại sao nó sai? Nghĩa là cái này nó kêu mình có, còn cái đời nó kêu mình là mình tiêu thụ. Ừ. Thì tiêu thụ là có đó em. Hay là như thế nào? À nó sai về nghĩa đúng không? Một cái là tiêu thụ, một cái là có. Là chúng ta có nhiều. Chúng ta có nhiều 10 năm về trước chúng ta có nhiều xăng hơn là ngày nay chúng ta có. Thì đầu tiên là sai cái chỗ tiêu thụ và chữ có nè. Và cái thứ hai đó chính là gì? Là hồi xưa nó phải ít hơn chứ. Là hồi xưa mình phải có ít dầu hơn chứ đúng không em? Đó cho nên là vẫn chưa ổn. Được chưa? Đó ok ha. Chúng ta nên tiêu thụ nhiều dầu nhất có thể. Càng nhiều dầu càng tốt, có ổn không? Dạ không. Không thì chắc chắn chọn hai câu gì câu A. Đó các bạn phải thay rõ ràng thầy phân tích cho bạn không? Đó làm từng câu chứ mắc mớ gì đọc có 2-3 câu sau đó các bạn chọn đúng không? Rất là kỹ, tại trước giờ thầy đã cho các bạn làm như vậy rồi mà lúc mà vô bài thi cũng như vậy. Được chưa? Nó phân tích từng câu nào ổn thì mình cứ để đó. Rồi sau đó mình quay lại mình kiểu như là sau đó mình sẽ phân phân hai câu thì mình phân tích câu nào nó sai về ngữ pháp thì mình bỏ thôi. Được chưa? Thì câu này là gì? Không có quá là nhiều dầu được tiêu thụ 10 năm về trước như là ngày nay. Quá là ổn rồi. Rồi bây giờ là bài tiếp theo. Đó chính là cái bài 15 câu về cái bài tương lai hoàn thành. Thì nhiệm vụ của bạn chỉ còn chia thầy tương lai hoàn thành và các bạn giải thích cho thầy tại sao dùng tương lai hoàn thành. Được chưa? Rồi, câu đầu tiên thầy mời. Bảo Vi, à Bảo Vi đang có mic. Các bạn mà ngày hôm nay không có mic là bữa hôm sau có liền với thầy nha. Thầy mời Hồng Nhun. Dạ thưa thầy là will have finished. Tại sao em dùng tương lai hoàn thành? Vậy con em dịch cho thầy coi. Dạ thưa thầy là tôi không nghĩ là tôi sẽ hoàn thành cái bài tập đó vào trước cái 3 giờ. Rồi chữ trước thầy đó, chữ trước của thầy đó. Trước đó. Dạ không có. Dạ kiểu là làm cái bài tập đó xong trước 3 giờ. Rồi chữ trước đó. Xong. Chữ trước đó. Dạ.
Không thấy một chữ trước nào Dạ luôn. xong trước Ủa được ngày hôm qua dạ xong em có học không? Em có coi bài không? dạ em có coi rồi Ủa ngày hôm qua em có nghỉ không? dạ có Có nghĩ là có chắc em coi chưa? Em coi dạ chưa? coi rồi thầy em coi ở trên Nhưng mà sao em không xin thầy? trên YouTube của thầy Ngày hôm qua em không xin thầy, em có xin thầy ở ở nhà, ngày hôm qua em xuống nhà thầy em xin thầy. Nhưng mà ít nhất thì em phải nhắn tin xin thầy gửi video chứ, làm sao không thể nào mà đùng đùng rồi em gọi là lên lên YouTube em coi được. Từ nay về sau các bạn cố gắng rút dạ kinh không nghiệm thầy. Như nào? tại vì em thấy nó thông báo nên lúc đó em thấy thầy chưa đăng nên em vô em coi luôn thầy Thầy mong là các bạn sau này các bạn thầy biết các bạn có coi chủ động là được là ok, chỉ là thầy mong các bạn báo thầy một tiếng ha. Bởi vì mình học lộn xộn lớp cho nên là đôi khi video này nó không dạy lớp này. Được chưa? Đó cho nên sau này các bạn rút kinh nghiệm với thầy nha. Rồi sau này ít nhất cũng phải báo thầy con, phải báo thầy nha em. Rồi vậy chữ dạ ba em coi thử coi, chữ ba nó mang nghĩa là gì? dạ Coi lại đi, có chép bài thầy vào qua đọc lúc xong. Vào lúc của thầy thôi. Vào lúc 3 giờ. Được chưa? Tôi không nghĩ là tôi sẽ hoàn thành kịp những cái bài tập này vào lúc 3 giờ. Được chưa? Ví dụ các bạn tưởng tượng giờ là mấy giờ đấy? Giờ là 12 giờ đi. 3 giờ trong tương lai rồi. Tôi nghĩ là tôi sẽ không hoàn thành kịp. Được chưa? Nếu còn nếu mà các bạn mà gọi là các bạn mà dùng tương lai đơn, ví dụ các bạn nói gì I will finish là tôi sẽ hoàn thành. Được chưa? Tôi sẽ hoàn thành những cái bài tập này vào lúc bao vào lúc 3 giờ. Cái đây là một cái lời hứa. Được chưa? Đó, còn này là gì đấy? Là lời nói bình thường thôi. Tôi không nghĩ là tôi sẽ xong. Được chưa? Những cái bài này vào lúc 3 giờ. Được chưa? Đó, ok, rồi tiếp tục làm thầy câu số 2 nè. Các bạn nhớ là cái này, cái việc này nó phải nó được dự đoán là được sẽ được hoàn thành trước cái thời điểm hoặc là vào cái thời điểm nào đó ở trong tương lai. Đây, cái này là không có trước nữa các bạn. Đây là gì đấy? Là 3 giờ nè. Được chưa? Đó, ok ha. Rồi. Câu tiếp theo thầy mời anh này chùi. Yến Như này cũng có. Em là ai đây? Hạ hả? Rồi làm thầy câu số 2 đi em. Là will have Đây gì đây? Will have win. win win it Rồi. win it the Cái này hả? time Cột 3 của win là win này luôn hả? Chơi gì sóc ốc dữ vậy em? Ôi trời ơi. want Đó phải phải có phải đu đu khi bị ngáo không? Đó, the lỡ bài thi mà kiểu như là nó tự luận thì như nào chết không? Rồi vậy câu này dịch thử coi. Tôi tin rằng là họ sẽ thắng ba trận game vào cuối tháng. Dấu hiệu của tương lai hoàn thành là gì em? By the end. By the end, vào cuối tháng. By the end of the month. Cái này bị thiếu chữ the hoặc chữ this rồi các bạn. Được chưa? Đó, ok, vào cuối tháng này thì tôi tin rằng là họ đã thắng 3 trận rồi. Mình đang dự đoán các bạn. Được chưa? Đó, ok ha. Rồi tiếp tục câu số 3 nè. Câu số 3 thầy mời cắm chi. Vậy là họ đã ăn bữa sáng trước khi chúng tôi tới là đây đây hết hết Nhưng mà cái này là nó đã xảy ra chứ em, cái này đã xảy ra chưa, vậy là cái này đã cái xảy ra chưa, mà họ tới thì nó phải ý là thầy hỏi cái việc này nó đã xảy ra chưa nè, cái việc mà họ ăn ăn ăn, ăn sáng này thì họ nó đã xảy ra chưa, Dạ xảy ra rồi. xảy ra rồi là xảy ra khi nào, Xảy ra trước khi bọn họ nữa. bọn họ là ai, họ đã ăn sáng trước khi bọn họ đến là sao? Không phải là ăn sáng rồi trước khi mà được đưa đó. Vậy câu này là đang thì gì em? Vậy thì chưa ra hoàn thành. Vậy cái việc ăn sáng là xảy ra chưa? Vậy xảy ra là Ủa nhưng mà tương lai mà tương lai đã xảy ra rồi thì dùng quá khứ chứ bắt mới dùng tương lai. Là sao? Nó cũng ủa suốt ngày ủa là sao? Thầy đang hỏi cái việc ăn sáng nó đã xảy ra chưa? Ví dụ giờ là 12 giờ vậy, vậy trước 10 giờ giải bộ 12 giờ vậy, trước 12 giờ là họ đã ăn chưa? Vậy cái việc này là tại cái vụ ăn sáng là như thế nào? Đang kể về một cái việc gì? Em cho thầy một ví dụ cụ thể về câu này đi em. Thì cho mình bây giờ mình là lớp 12 rồi là buộc các bạn phải tập nói những cái việc này thôi.
Đó, tập nói thầy giải thích cho thầy cho các bạn dễ hiểu thôi coi. Ủa nhưng quan trọng em có hiểu cái tương lai hoàn thành không Thế? Dạ có. Hiểu? Vậy tương lai hoàn thành nói việc gì đây? Nói về vụ việc gì đấy? À, ý là một hoạt động để thầy một hoạt động ở trên anh. Hoàn đạo hành, một cái hành động nó xảy ra trước một hành động hoặc là một thời điểm nào ở trong tương lai, được chưa? Cái việc đó nó nằm ở trong tương lai nhưng mà mình dự đoán là nó sẽ hoàn thành trước một cái sự kiện hay là một cái hành động nào đó ở trong tương lai, được chưa? Đó thì cái việc này, cái việc ăn sáng đã xảy ra chưa? Cái việc ăn sáng nó đã xảy ra chưa? Chưa. Nó chắc chắn mình đang dự đoán nó sẽ xảy ra ở trong tương lai, ok? Và mình dự đoán nó sẽ hoàn thành trước thời điểm nào? Trước khi chúng tôi tới. Là chúng tôi đã tới chưa? Chúng tôi hiện tại chúng tôi đã tới chưa? Được chưa? Chưa, đang nói ở trong tương lai, mình đang một sự một cái mình đang dự đoán một sự việc ở hai sự việc ở trong tương lai. Được chưa? Sau before dùng hiện tại luôn, vế còn lại dùng tương lai hoàn thành. Được chưa? Vế thầy nói vế còn lại nha. Được chưa? Đó, ổn ha các bạn. Rồi câu số 4 này nè. Câu số 4 thầy mời Thanh Thảo nè. Thanh Thảo. Rồi Được xí, thầy cho thầy hỏi là Ngọc Tâm đã quay lại chưa Ngọc Tâm? Ngọc Tâm đã quay lại chưa? Ủa Ngọc Tâm quay lại chưa Ngọc Tâm? Thầy nhắn tin cũng. Ủa nhưng mà nãy giờ em đi đâu? Em mở mic lên thử coi, nãy giờ em đi đâu Ngọc Tâm? Ngọc Tâm mở mic lên này nãy coi. em có cuộc gọi thế này. Cuộc gọi là như thế nào? Hồi nãy em nghe mẹ em gọi nên là em có nghe thầy gọi. Làm sao? Là hồi nãy mẹ em gọi nên là Gọi đem gọi cái em làm gì? dạ đem đồ cho mẹ. Gọi là em đi bao nhiêu phút? Dạ cỡ 5 phút rồi thầy. Không không em, dù có 1 phút hay 2 phút em làm như vậy thầy cảm thấy em không tôn trọng thầy á. Em đang đi học, em nên em học mà em đang đi đâu? Tám, thầy hỏi em đi học mà tự nhiên em đùng đùng em đi chỗ khác là như thế nào? Chẳng lẽ sau này em học offline rồi mẹ em kêu gọi em chạy về luôn hả? Đúng không? Dạ không thầy, mẹ em gọi nhưng mà em đâu có đi đâu lại. Mẹ em gọi nhưng em không có đi, nhưng mà em kêu là 5 phút là sao? Em đi 5 phút là sao? Dạ không, em ngồi em nghe điện thoại của mẹ thôi. Em chỉ nghe điện thoại của mẹ trong vòng 5 phút đồng hồ. Dạ. Rồi em đi xong rồi em cũng báo lại thầy ơi, hồi nãy là mẹ em gọi điện 5 phút em chưa kịp báo thầy. Tại sao em chưa báo lại? Dạ em quên xin lỗi thầy. Không em. Em học thầy cũng kiểu như là cũng được hơn gần 2 tháng rồi đúng không? Ít nhiều em cũng gặp những cái trường hợp này rồi chứ. Trước giờ thầy có thích với cái việc này không? Dạ không. Nhưng tại sao cũng làm như vậy? Có phải thiếu tôn trọng thầy không? Dạ. Rồi không biết nói gì luôn. Dạ em xin lỗi thầy. Sao mấy cái việc này đơn giản toàn để nhắc không là sao? Em xin lỗi rồi em sau này như thế nào nữa? Phải có hứa hẹn này nọ thầy chứ. Dạ sau này em không dám nữa. Không phải không dám mà vẫn nếu mà các bạn có chuyện thì các bạn phải như thế nào? Dạ em nhắn tin xin thầy. Mình đang đi học mà các bạn phải tập luyện thành cái thói quen này đi chứ. Các bạn kiểu như đang như vậy đang rất là thiếu thiếu trách nhiệm đó. Lỡ sau này các bạn làm việc cũng như vậy thôi, như tập luyện những cái gọi là cái thói quen này đi chứ. Rồi hồi nãy thầy kêu bạn nào làm vậy ta? Ai Dạ nè? em thôi. Em là ai đấy? Thầy quên rồi. Dạ Thanh Thảo rồi. Rồi Thanh Thảo ha. Vậy Thanh Thảo làm thầy câu tiếp theo đi em, câu số 4 thầy nè. Em điền vô luôn nha thầy. Em đi cho thầy luôn đi. Dạ thưa thầy là The film will, will cái từ đó đọc là already đúng Already đi đó. thầy. Dạ will already have Em nhớ chữ today. already là đứng giữa chữ have và chữ động từ thầy nha. Các bạn nhớ already đứng giữa chữ ha và động từ giúp thầy, giải sửa lại giúp thầy nè. Các bạn cố gắng chép bài thầy luôn nha các bạn chép bài lại bài thầy đi, hiện tại mình chưa in được thì cứ chép bài lại thầy. Thầy nói là chữ already nó đứng giữa chữ ha và động từ. Để chưa vậy em sửa lại giúp thầy nè. Will gì đây Thanh Thảo? You already have
Thầy đã nói là chữ already nó đứng giữa chữ have và chữ động từ. Chứ sao vậy ta? Nhắc này lần thứ 5 rồi đó em. Không hiểu hả? Will vậy gì? Thầy là will have already started. Started, vậy con này em gì giúp thầy coi. Dạ, dạ thưa thầy là chúng ta đã muộn khi bộ phim sẽ bắt đầu. Sao bộ phim sẽ bắt đầu là sao? Dạ thầy là chúng tôi đến muộn khi các bạn coi lại cái câu này nó vẫn chưa ổn nhưng các bạn để thầy sửa lại. We will be late thầy, không phải we were late, we will be late. Bởi vì việc này chưa xảy ra mà, nếu mà là gì? Bộ phim chết rồi, chúng ta đã trễ rồi, chắc là bộ phim nó đã bắt đầu trước khi mà chúng ta tới đây, thì cái này dùng tương lai nó không đúng, cho nên thầy sửa lại là tụi mình sẽ bị trễ đó. Đó, bộ phim nó như thế nào em chỉ thử coi. Bộ phim như thế nào đó? Dạ thưa thầy là chúng tôi đến một khi bộ phim we will be late. Thầy đang dịch là chữ, thầy đang nói là chữ we will be late là dịch lại là gì em? À thưa thầy là we will be late là chúng tôi đã trễ. Rồi chữ will bỏ đâu? Chúng tôi sẽ trễ. Chúng ta sẽ bị trễ. Rồi gì nữa? Dạ. Thế rồi là khi chúng ta sẽ trễ khi bộ phim đã bắt đầu. Là sao? Em đang dịch gì vậy? Không hiểu gì hết trơn. Ủa còn cái vế phía sau thì như thế nào? Thầy nói, thầy lúc nào thầy nói các bạn đọc từ đầu tới cuối các bạn hiểu như thế nào thì các bạn nói ra thầy coi. Hiện tại em có hiểu cái tương lai hoàn thành không? Dạ, có. Có thì em dịch lại thầy. Cái dịch gì tùm lum khi bộ phim nó đã bắt đầu là gì? Dạ thưa thầy là chúng tôi sẽ trễ. Chúng ta sẽ bị đi trễ chứ đừng có chúng tôi. Dạ, chúng ta sẽ bị đi trễ khi không có chữ khi lúc đầu đâu có chữ khi dạ, đâu em. Dạ bộ phim sẽ em dịch cái khúc cuối trước thầy đi cho nó dễ tưởng tượng nè. Dạ thưa thầy là vào lúc chúng ta đến rạp chiếu phim. Vào lúc chúng ta đến rạp chiếu phim thì gì đây? Thì bộ phim bộ phim đã bắt đầu thầy. Đằng sau vậy em dịch lại từ đầu tới cuối thôi coi. Sao có một câu mà nó dịch rất quốc một cách kinh khủng luôn á. Chúng ta sẽ đến trễ bộ phim đã bắt đầu. Bộ phim đã bắt đầu vào lúc chúng ta đến rạp chiếu phim. Rồi em đọc xong có hiểu không? Em hiểu cái tình huống là này là như thế nào, em cho thầy một cái lời giải thích tiếng Việt thử coi. Đó em cho từ thời điểm cụ thể đó, ví dụ mấy giờ này nhỏ kiểu đó em giải thích thử coi. Em biết giải thích không Thảo? Thì có. Dạ giải thích thử coi. Dạ thầy là ý là nếu mà chúng bộ phim đó là nếu là bộ phim đó giải thích thầy coi em vậy bộ phim lúc mấy giờ rồi tụi mình tối mấy giờ này nọ kiểu này nọ em phải giải thích thầy nữa coi. Ý thầy là cho thời gian cụ thể. Cho thời gian cụ thể rồi em xác định gọi là những cái mốc thời gian tại sao đi trễ là bộ phim bắt đầu khi nào nọ kiểu thử rồi coi phải hiểu được chứ. Dạ thầy là ví dụ là bộ phim bắt đầu từ 3 giờ mình đến 4 giờ là mình sẽ bị trễ giờ đúng không thầy? Nhưng mà em hiểu rồi, bắt mới mà gọi là hỏi là đúng thầy là như nào. Em hiểu thì phải chắc chắn cái tương lai hoàn thành nó đơn giản. Bữa giờ thầy cho, ngày hôm qua tới nay là thầy cũng cho các bạn nhiều ví dụ rồi. Dạ. Bây giờ bộ phim, dạ bộ em nói là bắt đầu lúc 3 giờ đi. Giờ là 12 giờ, bây giờ mấy đứa rủ đi Nha Trang đi. Bộ phim nó bắt đầu lúc 3 giờ. Đó, ok ha. Rồi, nhưng mà tụi con đứa nó lại nói như thế nào đây? Bộ phim bắt đầu lúc 3 giờ hả? Bây giờ tao có việc rồi, giờ mình đi ra Nha Trang khoảng gọi là 2 giờ mình tụi mình bắt đầu đi được hay không? Mà các bạn nghĩ đi từ đây đi Nha Trang đi 1 tiếng thì có kịp không? Có thể kịp nhưng mà nó bị gọi là thời gian nó đang bị gọi là đang bị ngặt nghèo.
đúng không? Đó, chắc chắn bị thiếu rồi. Tới Nha Trang chắc chắn là 1 tiếng rồi, mình phải tới rạp chiếu phim rồi mua phim này nọ, mua vé này nọ, kiểu nó tốn rất là nhiều thời gian nữa. Đó, cho nên mình nói là gì đây? Giờ 2 giờ đi thì nếu mà tới Nha Trang á, tụi mình sẽ bị trễ. Lúc mà mình tới á thì bộ phim chắc là nó đã bắt đầu rồi. Được chưa? Lúc mà tụi mình đến rạp chiếu phim là chắc là bộ phim nó đã bắt đầu rồi. Được chưa? Các bạn phải nói cụ thể như vậy thầy mới hiểu chứ. Đúng không? Tụi mình sẽ bị trễ đó, mình đang dự đoán các bạn. Được chưa? Còn câu này là we are late thì nó vẫn chưa đúng, phải là we will be late thì vế sau mới dùng tương lai hoàn thành được. Để hiểu, để biết biết cách giải thích cho Thanh Hảo. Vậy rồi thầy. Rồi câu số 5 thử coi. Mấy câu này chỗ 15 câu mà nãy giờ cứ xài quần có mấy câu à. Mình học 10 giờ mấy đây? 10 giờ học tới 11 rưỡi hả? Phải không? Mà giờ mới có nãy giờ học bị tốn thời gian nhiều quá. Để học trễ nha các bạn. Rồi thầy mời bạn tiếp theo nè, thầy mời Cẩm Huy giúp thầy nè, Cẩm Huy. Cẩm Huy giúp thầy đi. Con này làm gì trước thầy? Thì em chia giúp thầy đi. Em chia ở coi. By the end of Fortnite, we Con này. Rồi, em từ của cái con chỉ nào còn thầy? chia, em chỉ còn chia cái hiện tương lai hoàn thành thầy được rồi ha. Và em hiểu như nào Từ em từ chia. Đó, coi Con thử năm coi. đúng không thầy? Câu 5 đây Con năm em. hả thầy? Câu 5 đúng rồi, câu 5. Will have gelatin. We will have translated. Rồi, tại sao em dùng cái này? Tại dùng tương lai hoàn thành. Thầy là có cái bài cộng thời gian trong tương lai bài chu lớp À, tôi by mới two o'clock, em chỉ có nói nhanh gọn là có cái dấu hiệu là gì? By two o'clock tomorrow. Vậy câu này em dịch là gì? Tôi sẽ dịch xong cái văn bản này trước 2 giờ ngày mai, Đúng 2 rồi, giờ ngày đó, mai. tôi sẽ dịch xong văn bản này trước 2 giờ ngày mai. Được chưa? Các bạn dịch trước cũng được không sao. Và lúc 2 giờ ngày mai hoặc là trước trước thời điểm 2 giờ cũng được. Đó, cái okay, vậy trước lúc 2 giờ vào ngày mai thì mình đã dịch xong cái bài này, mình đang dự đoán các bạn. Được chưa? Mình đang hứa, mình đang dự đoán. Được chưa? Rồi tiếp tục câu số 6 này nè. Câu số 6 là bạn nào làm thầy coi. Nãy giờ toàn để tôi nói không à. Ai làm thầy coi. Chẳng lớp còn 40 đứa mà đứa nào làm? Vậy Rồi, cao hả? Coi cao làm thử coi. vậy con sáu em chia là will have written. Will have written. Tại sao dùng will have written? Con em dịch thử coi. Y chang như con kia thôi ha. Dạ. Will have written. Thì con em dịch thử coi. Vậy thứ hai là tôi sẽ viết một cái viết cái bài tự luận của tôi và Viết ở viết như thế nào em? Viết như thế nào chứ? dạ kiểu viết viết xong Ừ, thầy. phải viết xong đó thầy chứ. Tôi Dạ. nghĩ là tôi sẽ viết xong cái bài gì đây. Dạ, tôi nghĩ là tôi sẽ viết xong cái bài tự luận của tôi ở Siberian Tiger và lúc Về em không mà không ở em. Tôi sẽ viết xong cái bài tiểu luận về loài hổ Siberian đó. Dạ, tôi sẽ viết xong cái bài tự luận về loài hổ Siberian vào cái lúc mà tôi cái lúc mà bạn gọi cho tôi. Ừ, các bạn hiểu đơn giản nôm na là gì? Lúc mà mày gọi điện cho tao á, ở trong tương lai nha các bạn. Được chưa? Đó, ví dụ một người nào đó nói à, tao sẽ gọi điện mày vào cái giờ đó. Được chưa? Thì tao nói thầy sẽ nói à, lúc mà mày gọi điện cho tao á thì chắc là tao đã viết xong cái bài tiểu luận về con quỷ hổ này. Được chưa các bạn? Đó, ok ha. Sau bài xong dùng hiện tại đơn, vế còn lại dùng tương lai hoàn thành. Rồi câu số 7 nguyên combo Phúc làm, thầy coi Phúc. Ngọc Phúc á. Ngọc Phúc con trai á. Dạ em này. Rồi coi kỹ thầy coi rồi chức thầy coi. Dạ thầy là will has been We have spent. We have spent it đúng không? Dạ. Spent it. Đây chữ lộn. Đây đúng không? Dạ spend đồ thành tờ thầy. Ừ, phải nói vậy chứ. Rồi, vế sau thì như thế nào? Đây là I will have found. Dạ câu này tại con này em dịch cho tôi coi. Fortnite là gì có biết nghĩa không? Fortnite là gì? Dạ thầy, giữa đêm. Fortnite là gì? Dạ, giữa đêm. Cái gì thầy không nghe rõ? Dạ giữa đêm. Giữa đêm. Phải giữa đêm không? Dạ. Đâu ra mà giữa đêm em? Thầy nghĩ Nửa đâu phải tháng. midnight đâu mà giữa đêm. Dạ. Fortnite
Fortnite là gì mấy đứa? Thầy từng dạy mấy đứa rồi. Nửa tháng à? Ừ, nửa tháng là 2 tuần hả các bạn? Viết vào thầy. Fortnite là 2 tuần á. Trời ơi. Dạy rồi. Viết vào thầy nha, Fortnite là 2 tuần á quý vị. 2 tuần là nửa tháng á. Cái này một danh từ nha, 2 tuần lễ. Ngủ quá ha. Rồi, vậy con này dịch thử coi, lại coi. Dạ thưa thầy là Tony nghĩ là vào cuối tháng chúng ta sẽ cuối tháng đâu? Vào cuối 2 tuần. Vào cuối 2, cứ như là gì? Cái ngày cuối của 2 tuần tiếp theo. Được chưa? Dạ, đó. Là kiểu dạ, như 15 ngày nữa. Được chưa? Đó, vào cuối dạ. Cứ như là cái ngày của 2 tuần tiếp theo. Đó, thì chúng tôi vậy đây. Dạ, chúng tôi sẽ tiêu hết toàn bộ tiền của chúng tôi. Ừ, chúng tôi sẽ tiêu hết toàn bộ tiền của tôi. Được chưa? Rồi vậy đó. Dạ, nhưng vào khoảng thời gian đó có lẽ chúng tôi sẽ tìm kiếm một tôi thôi, không có chúng tôi. À, tôi sẽ tìm kiếm một công việc khác. Ừ, tôi sẽ tìm được một công việc khác. Mình đang dự đoán là mình sẽ tìm được trước cái thời điểm đó, chính là chúng tôi tiêu tiền. Được chưa bạn? Đó, ok ha, mình đang dự đoán hết ha. Rồi tiếp tục câu số 8 nữa coi. Mình làm thêm 3 câu nữa rồi mình sẽ nhảy sang cái bài từ vựng. Trời ơi, ngày hôm nay không kịp gì hết trơn à. Thôi chắc là để bữa sau làm đi ha, để bữa sau làm tiếp. Mai mốt làm tiếp. Giờ bây giờ mình sẽ dứt những cái bài về trắc nghiệm này. Hay là gọi là thầy sẽ soạn từ vựng cho các bạn làm đi ha. Thầy sẽ soạn từ vựng cho các bạn làm đi. Bây giờ mình sẽ làm mấy câu trắc nghiệm trước đi. 12, 13, 14, 15 còn những bài từ vựng thì thôi để bữa sau đi các bạn. Thầy sẽ gửi từ vựng cho các bạn trước, cho các bạn chép trước rồi các bạn học trước rồi mình làm cho nó dễ hơn. Chứ giờ mà thầy giải thích từ vựng các bạn thì tốn thời gian lắm. Rồi, câu số 12 nha quý vị. Câu số 12. Thầy mời Gia Hân nè. Yes, thanks. Dạ. Câu 12 con chọn em chọn câu B. Con đâu ra. Sau này gọi thầy là chú luôn nha. Rồi câu số 12 chọn gì? Câu chọn thầy câu B tại sao? Dấu hiệu nào? By the end of the year. By the end of the year. Giờ câu này dịch thử thầy coi. Dạ, chúng họ đã hoàn thành cây cầu mới trước vào cuối năm. Trước cuối năm. Được chưa? Hoặc là vào cuối năm thì họ đã hoàn thành cây cầu rồi, người ta đang dự đoán là họ sẽ xây xong cây cầu. Được chưa? Vào thời điểm cuối năm. Được chưa? Đang dự đoán ha. Rồi tiếp tục câu số 13. Thầy mời Đan. Đan đâu rồi? Dance. Đan đâu rồi? Rồi đi đâu nữa? Đi đâu nữa rồi? Rồi thấy không? Cũng là đi tùm lum tùm la nữa, thấy không? Phải không? Rồi vậy ai đây? Tí nữa rồi. Đan đâu rồi? Nãy gì đâu vậy em? Dạ hôm nãy mấy em nó chậm bạn. Phải không? Phải không? Phải không? Phải không? À, suốt ngày em là cứ máy chạm mà thằng không biết là phải máy chạm hay không là hay là này nọ. Không được, nó láo nha em. Nó láo là nghiệp lắm đó. Đang đâu rồi? Dạ đây thầy. Đang chăm cháu hả? Thầy thầy. Hả cái gì? Alo. Thầy. Đúng không? Đang chăm cháu hả? Hay đang chăm ai? Đúng dạ, không? Không. Tại sao thầy dạ, không. Thầy vừa mới nghe tiếng con nít á? Dạ, em của em ở dưới lầu đó. Trời, em gì mà cô khóc như ủa nhà em có con nít hả? Dạ. Mấy tháng rồi? Ủa vậy đó, vậy không, vậy chồng em của em nó nhỏ quá. Là thầy con số 13 coi. Nãy giờ thầy lại làm được câu số mấy rồi? Thầy hỏi em nãy giờ thầy làm được câu số mấy rồi? Câu số 12. Rồi con nào nữa? Câu số 13. Câu số 13 làm chưa? Rồi ngoài câu 12 nãy giờ thầy làm tới câu số mấy nữa? Ở phía trên. Ngoài câu số 12 nãy giờ thầy làm câu số mấy nữa? Nó thầy đang hỏi thôi mà, đúng không? Thầy nghe em nói
Thầy đang nghe nè, thầy nghe đang rất là rõ luôn nè. Ngoài câu 12 nãy giờ thầy làm câu số mấy nữa? Mấy câu phía trên này. Câu số 6 này chọn chưa? Câu số 6 làm chưa? Rồi, làm chưa? Thầy hỏi nãy giờ em làm cái gì? Nãy giờ em làm gì? Nãy giờ em đi đâu? Đang. Nãy giờ em làm gì? Nãy giờ em đi đâu? Nãy giờ em vẫn ngồi đây. Không. Không tin. Phải. Thôi không em, nói thiệt thầy coi. Em không nói thiệt là thầy kích em khỏi lớp đó. Nãy giờ em làm gì? Không, em ngồi đây lúc nãy mà em hồi đầu đầu nên em không tập trung. Không tin. Lý do em toàn lý do thôi à Đan. Em học hành kiểu gì vậy Đan? Nói từ ngày coi. Thầy đã tha cho em rất nhiều lần nha. Lần này thì như thế nào đây? Cũng là thêm một lần nữa em giỡn mặt thầy nữa. Không, em không ấy. Em qua vậy em bệnh thì có thầy mà em không có nói. Vậy bệnh thì sao ban đầu như thế nào đấy, tự nhiên bệnh là kiểu như nó ảnh hưởng việc quá vậy, công việc mình học quá vậy, đúng không? Không có bạn này mà có bạn kia là toàn ảnh hưởng cái bạn còn lại, các bạn không có trách nhiệm gì hết trơn á, thật sự là như vậy. Bởi vì các bạn làm như vậy, các bạn ảnh hưởng với những cái bạn mà muốn học, là một người vô trách nhiệm. Đã biết thầy như vậy rồi mà cứ suốt ngày là toàn để thầy nhắc này nhắc kia không à. Học online nó biết bao nhiêu cái chuyện khó khăn rồi, càng cho thầy càng khó khăn nữa là sao? Rất quốc không à? Đâu có giỏi giang gì đâu. Làm thầy có 13 coi. Suốt ngày toàn để nói không à, mấy đứa này kỳ ghê luôn á. Rồi sau này không biết đi làm rồi chắc là người ta chửi từ trên đầu chửi xuống luôn nha mấy đứa. Rồi có 12 đứa làm thầy đó coi. Rồi đang đâu rồi, làm được không? Thầy không nghe em nói. Câu 13 nè, tôi làm câu gì là thầy bị lộn, câu 13 nè. Dạ câu A. Tại sao em chọn câu A? Dạ tại vì... Dấu hiệu nào? Dạ có ba được sao? Dạ câu này nhìn tôi coi. Dạ bạn đã nấu ăn xong khi mà họ... Em nói gì vậy? Chị ba được sao dịch là gì? Thầy hỏi em chữ bay là sao, mày nghĩ là gì đang? Thầy bay bằng sao là ngay vừa khi. Thầy trước giờ thầy có dạy em là ngay vừa khi không? Ngày hôm qua thầy dạy em bay là sao, mày nghĩ là gì? Bây giờ ngay vừa khi là sao? Thì ngay khi cũng được nhưng mà cứ nhớ về thầy là gì, vào lúc thôi được rồi. Dạ. Những con này chị thứ coi. Thầy lúc một bạn không? Bạn nấu ăn xong thì họ đã làm sức ba tập. Em là coi lại cái gọi là thái độ học của mình nhân đan. Nhiều lần như vậy rồi. Cũng rõ ràng cũng nói láo này nữa là sao? Để làm gì vậy đan? Là không tin được luôn rồi á. Nãy thì em nói mạng chập chờn, rồi sau đó là nãy giờ em tập trung mà thầy. Rồi sau đó em nói bị bệnh. Ai mà tin được em? Đâu có qua mắt được thầy đâu mà nói láo để làm cái gì? Đó thì em nãy em nói gì mạng bị chập chờn nè, rồi sau đó là cái gì nữa, rồi em nãy giờ em có coi bài này thầy đó, nó láo hai cái nữa, thấy không? Chi không biết nữa. Rồi câu tiếp theo thầy coi, mất niềm tin nhau rồi. Rồi Kỳ Duyên làm thầy câu tiếp theo đi. Ủa Kỳ Duyên nãy giờ làm bài như nào chưa em Kỳ Duyên? Chưa đúng không? Vậy Kỳ Duyên làm thầy câu số 14 nè, quá dễ luôn. Kỳ Duyên. Rồi Kỳ Duyên nay có mít hả? Không có rồi. Nhưng mà thầy hỏi thử Kỳ Duyên nãy giờ Kỳ Duyên đâu rồi? Rồi ok. Rồi bạn Gia Linh với thầy. Gia Linh ổn lắm. Thầy mời Phi Yến nè em. Phi Yến có biết không Phi Yến? Phi Yến đâu rồi? Rồi Phi Yến một lần nữa đã biến mất. Rồi thầy mời Ngọc Hà nè em. Làm thầy con số 15 nha. Con 14 chứ thầy lộn. Con 14.
này câu 14 em chọn B. Câu B xua chưa? Coi kỹ lại. Coi kỹ lại nha. Đây là câu C này. Nãy chọn con B rồi chọn con C. Mà tại sao em chọn con C? Vậy xu chưa? Vậy chọn con gì? Không, em chọn câu B thầy. Ừ, sao nãy chọn con C? Người gì không nhất quán gì hết trơn này. Rốt cuộc chọn gì? Chốt câu B này. Câu B. Này câu B đúng. Câu B. Đơn giản câu C. Worry đang động từ mà đứng đầu câu làm gì? Chắc chắn chọn thầy câu B thôi. Rồi chơi giờ câu này em chỉ giúp thầy nha. Dạ, thưa thầy là càng về già thì tôi càng có nhiều tôi cái đâu lo lắng hơn. tôi đâu tôi đâu Thì càng có nhiều lo lắng ai hơn. Bạn. sao không thấy chữ you trình in hay nghe mà dịch với tôi thì câu này dịch lại thầy cho đúng rồi coi Thưa thầy là càng về già thì bạn càng có nhiều lo lắng hơn. Rồi chữ may em bỏ đâu, rồi chữ bị không em bỏ đâu, đúng không? Nó dịch mà dịch ẩu tả quá mấy đứa này, sao mày ngộ ghê luôn. Thầy nói là nhìn từng từ từng chữ, mình có thể bỏ những chữ không quan trọng nhưng mà những cái từ quan trọng em phải thêm vào thầy chứ, rồi chữ may em bỏ đó. Dịch lại thầy. Càng về già thì bạn có thể trở nên có nhiều lo lắng hơn. Bạn có thể trở nên có nhiều, bạn có thể trở nên, đã trở nên rồi còn có nữa hả? Rất quá hết à. Bạn càng già thì bạn có thể trở nên bị lo lắng hơn. Được chưa? Em phải dịch từng từ từng chữ, nó kiểu như là mình từ nào bỏ được thì mình dịch mình bỏ, còn từ nào nó quan trọng thì dịch cho thầy. Người ta đang có thể mà em lại chốt là gì? Bạn càng già thì bạn càng lo lắng. Người ta đang có thể mà. Các bạn nghĩ là cái chuyện này, ủa thầy cái dịch này có gì đâu mà nó quá to tát, nhưng rất là to tát luôn các bạn, đặc biệt là những bài đọc. Người ta đang có thể thôi. Bài đọc đang có thể thôi. Mà cái câu hỏi nó đang chắc chắn luôn, nó đang chốt, nó đúng luôn, thì câu đó hoàn toàn nó sai, đúng không? Đó, cho nên các bạn đọc không kỹ một cái là một từ thôi, là kiểu như là bạn các bạn sai một câu đó, trong khi là các bạn trước giờ các bạn xây dựng mình cái nền tảng rất là vững chắc rồi đó, mình đùng một cái mình bị lỡ một từ thôi là mình sai câu đó rất là oan uổng. Thầy đã từng bị vậy rồi, cho nên là đó là những cái kinh nghiệm đó, chứ dịch từ từ thầy thôi đó. Cái chữ may là một từ rất quan trọng nè đó. Rồi rồi câu số 15 thầy nè. Cái này là chạy. Rồi thầy mời Trí nè, thầy Trí. Trí có đang ngủ không Trí? Dạ không rồi. Ừ, trời ơi mừng dễ sợ luôn á. Làm thầy câu số 10, 15 coi. Câu này đã từng làm rồi á. Làm đẹp thầy. Cái này là dê. chắc chưa? Để chắc. Rồi dịch thầy coi. Thế là cái thời tiết càng tốt thì bãi biển càng đông đúc. Ừ, thời tiết càng đẹp á thì bãi biển càng đông đúc. The more credit the beaches get. Quá đơn giản ha. Rồi rạng rạng thầy ha. Rồi bây giờ làm thầy bài này không ta? Cái bài này có 5 câu. Rồi giúp thầy 5 câu này nè. 5 câu này. Cái này là có 5 câu mà trong này nó có 6 cái này. Thì nhiệm vụ của bạn đó chính là cái gì? Đề thi có thể trong cái bài này nó giống như là ngày hôm qua mình làm đó các bạn, nhưng mà đó trường hợp càng càng đúng không? Nhưng bây giờ là gì? Cái tương lai hoàn thành. Đó, ngoài cái việc mà các bạn sử dụng tương lai hoàn thành, chi tương lai hoàn thành. Đây coi, active hoặc là passive thì các bạn phải đọc kỹ cái đề nha. Đó chính là chủ động hoặc là bị động nữa nha, coi thử mình có chi bị động hay không. Bị động thì buộc các bạn phải coi. Đồ vật mà nó bị động á thì là will ha, been rồi cộng động từ cục 3 thầy. Thêm chữ been nữa thầy. Đó, coi kỹ thầy cái nào bị động thì mình chơi ha. Đó thì các bạn làm thầy câu số 21. Tay mời Nguyễn Hoàng làm thầy câu số 21 thử coi. Mình phải cái này ngoài việc mình chia chủ động bị động rồi mình coi cái từ nào phù hợp mình quăng vào, cho nên nó nghĩ là dễ nhưng mà không bao giờ dễ nha. Đó thì thử cái nghĩ nào phù hợp thì mình chơi. Rồi Nguyễn Hoàng đâu rồi? À, Nguyễn Hoàng đang có mic luôn. Rồi, nhưng mà Nguyễn Hoàng nãy giờ đâu rồi? Nguyễn Hoàng đâu rồi? Nhắn tin thử coi. Nguyễn Hoàng đâu? Nãy giờ đi đâu không? Rồi nó trốn đâu nữa rồi, Nguyễn Hoàng. Rồi có ở đây. Bạn tiếp theo thầy mời Phạm Trường. Phạm Tường làm thầy có số 1 thử coi. 21 chứ thầy lộn.
Em có hiểu yêu cầu đề bài không Phạm Trường? Dạ. Em có hiểu yêu cầu đề bài không? Chờ thầy chờ em chút anh có. Có thấy không? Tắt điện thoại, đang học là không gọi điện hết trơn á. Rồi thầy mời Phúc Ngọc nè, mời Phúc Ngọc cũng biết luôn, ủa sao mà nó khó chịu gì đâu luôn á. Rồi Thảo Nguyên nè, thầy là Thảo Nguyên. Thảo Nguyên. Dạ đây thầy. Rồi em hiểu yêu cầu đề bài ha. Dạ hiểu. Coi là nó chủ động hay bị động nha. Đó, đồ vật thì nó cho các bạn chơi bị động luôn đi. Đó, nhưng mà thôi cũng hình xui ha. Vậy con này chọn gì đây? Dạ thưa thầy là will have been finished. Will have been finished. Đúng rồi, chính xác, giỏi. Đó, các bạn làm thì chia là nó dễ rồi. Quan trọng là từ nào nó phù hợp thì quăng từng từ cái nào ok á thì chơi. Được chưa? Will have been finished. Đúng rồi đó. Thì con này dịch đè luôn nè. Lúc mà bạn tới nhà vào ngày mai thì cái công việc nó đã hoàn thành rồi. Được chưa các bạn? Rồi thầy cảm ơn Thảo Nguyên. Rồi tiếp tục thầy mời Nhất Bang. Nhất Bang đâu rồi? Nhất Bang. Nhất Spence. Tên đỉnh quá ha. Rồi câu số 22 thử coi. Coi kỹ ha. Mình chọn cái từ nào nó phù hợp rồi coi chủ động bị động của thầy ha. Will have. Arrive. Arrive là gì em? Đến. Ngoài chữ arrive còn cái từ nào nó phù hợp về nghĩa mà em đang phân vân không? Còn từ nào nữa không? Ly. Ly là gì? Rồi đi. Vậy mình chọn rơi hay mình chọn đến đúng không? Ừ. Quan trọng em coi. Arrive thì nó phải có giới từ, còn ly thì không cần giới từ thì chọn. Thầy cho em nói như vậy rồi đó. Gợi ý rồi đó. Thì chọn hay lại arrive hay là ly? Thầy nói là tại sao không được chọn arrive? Ừ đâu có giới từ đó, hiểu không các bạn? Đó. Được chưa các bạn này hiểu chưa? So arrive nó phải là in hoặc là at. In á thì đối với trường hợp là một cái quốc gia hoặc là một cái thành phố các bạn. Arrive in một cái quốc gia hoặc là một cái thành phố, còn arrive at là một cái địa điểm mà nó cụ thể, ví dụ tôi về nhà. Đó, hoặc là tôi đến buổi tiệc, I arrived at the party, hoặc là I arrived at the cinema. Tôi đến cái gọi là cái rạp chiếu phim chẳng hạn vậy. Đó, còn in là thành phố hoặc quốc gia, còn at là một cái nơi điểm mà nó cụ thể. Được chưa? Một nơi chốn nào cụ thể. Được chưa? Thì câu này em chia thử với thầy coi. Will have hay là will has em? Will have hay will has? Has là đúng không? Đúng không? Dạ. Tại sao dùng has này? Ờ dùng muốn suýt. Rồi em chơi dạng luôn á, ngày hôm qua có coi là bài thầy không? Có. Ngày hôm qua có học không? Có. Rồi em coi em nói là cấu trúc của tương lai hoa thành thứ coi. Hai là chủ ngữ will cộng hay cộng có tên. Rồi has sao? Sao không có has? Vậy có has không? Có không? Có không? Có. Có, chơi vậy luôn hả? Nó đã có will rồi mà em cho chơi con has nữa hả? Ngày hôm qua thầy đã dặn như thế nào rồi? Bắn. Không rồi. Ủa sao vậy? Có phải nhớ bài like nữa không? Đúng không? Nó chỉ có một cấu trúc will rồi ha thầy. Lần sau cẩn thận thầy nhớ thầy những cái mà thầy nói nghe chưa bắn? Đó, nãy giờ làm không có giữ nơi hát, em chơi chả hát. Nãy giờ đâu tập trung đúng không? Nãy giờ làm gì bạn? Không có thầy. Nãy giờ có làm gì không? Không. Rồi, chia lại thầy coi. Will have left. Ừ, will have left. Được chưa? Đó, câu này em gì thử thầy coi. Thầy là Barry sẽ rời đến một đất nước khác cùng. Đó, chưa đất nước đâu, chưa đất nước đâu. Khác đâu, chưa khác chỗ nào. Đâu có chữ khác đâu. Rồi đất nước nào? Rồi đất nước có gì em nói tiếng Việt. À cô ấy sẽ rời đất nước không? Em nói tiếng Việt thì nó tiếng Việt nó thầy cảm thấy không có ổn. Có bây giờ em nói là cô ấy tôi sẽ rời đất nước không? Nghe nó hơi bị ghê á. Thôi tự nhiên cô ấy sẽ rời quốc gia. Em đang nói chuyện bình thường. Đâu có quốc gia nào đó. Đâu có quốc gia nào khác hay quốc gia nào nữa đó. Là con Mary nó đang ở Việt Nam nè, hay là nó đang ở nước Anh này gì đó, thì nó rời là rời cái nước của nó. Được chưa? Thì Mary sẽ rời khỏi nước của cô ấy.
vào lúc gì đây, cái bức thư như thế nào đây? Đến của ấy. Đến tới tay của ấy. Nếu mà đã nói chữ the country rồi thì người ta mặc định là nước của quỷ Mary đó. Được chưa? Mary, cái lúc mà bức thư mà đến tay của ấy á, thì tôi nghĩ là con Mary nó đã khỏi, gọi là nó đi ra, nó rời khỏi nước của nó rồi. Nó định đi đi rời nước của nó thì đúng là có thể là nó sang nước khác cũng được. Được chưa? Đó chứ các bạn không vậy là rời rời nước khác được. Phải sang nước khác. Được chưa? Mà cái này người ta không nói nước khác gì đó, là kiểu như là gì, là nó rời, nó đi đi ra khỏi nước của nó. Được chưa? Rồi tiếp tục câu số 23 thử coi. Em là em Hà. Rồi đứa nào đây? Bạn nào đây? Hà thôi. Hà nữa hả? Cho bạn khác làm đi. Dành hoài à. Bảo Nhi làm này coi. Bảo Nhi nè. Tham lam. Bảo Nhi làm này coi. Bảo Nhi đâu rồi? Bảo Nhi mà Bảo Vi nha, Bảo Nhi. Rồi cũng đi đâu nữa? Rồi Bảo Nhi. Bảo Nhi đâu? Bảo Nhi có đó không? Đó cũng bị tốn thời gian mấy cái việc này nữa. Đó, nãy Bảo Nhi đâu rồi? Có trong này không? Rồi cũng đi đâu luôn. Ủa phải, phải. Còn Bảo Nhi phải trong này không? Để tao coi. À thầy bị lộn lớp. Ôi cha mẹ ơi. Ai đây nãy giờ chưa làm? Ai đứa nào nãy giờ chưa làm? Ở giữa trường làm thầy coi. Rồi làm thầy câu số 23. Làm 5 câu, 3 câu nữa nghỉ mấy đứa. Thầy tính làm cho mấy câu nữa mới thôi nghỉ đi. 2, 3 thử coi. Will have clothes. Will have gì đây? Will have gì em? Clothes. Vậy câu này em dịch thử coi nè. Này là sở thú nó đóng cửa khi mà chúng tôi vừa đến. Sở thú nó chủ động nó đóng cửa được không em? Nó sẽ bị đóng. Từ từ này. Coi kỹ ha. Sở thú nó chủ động đóng cửa được không? Không. Không, nó phải bị động thôi. We have gì đây? Have been closed. Được chưa? Đó, nghe các bạn. The zoo will have been closed. Được chưa? Đó, lúc mà chúng tôi tới đó. Được chưa? Sở thú, lúc mà chúng tôi tới tới sở thú thì nó sẽ bị đóng cửa rồi đó. Mình đang dự đoán. Được chưa các bạn? Đó, ok, rồi tiếp tục câu số 24 này nè. 24 nãy giờ ai chưa làm thầy nè, ai chưa làm? Xung phong thử coi. Sai thì rạp cho. Cho nhớ. Rồi, em là ai giữ cuộc đời này? Kim Lan. Rồi, Kim Lan nhà làm thầy cô số 24 nha. Dạ. Ý dạ. Rồi, dạ. Dạ, cái này là Will have been right. Been right. Been right này hả? Rồi, có chi gì nữa không? Như quá khứ này. Vậy, ủa cái này đang tương lai hoàn thành như quá khứ hả? Bình tĩnh coi lại cấu trúc của tương lai hoàn thành thử coi. Cấu trúc của tương lai hoàn thành nha. Rồi nãy vừa làm quá trời quá đó còn không nhớ nữa hả trời. Là V3 hả? V3 là vớt 3. Vậy vớt 3 của Rise là gì có biết không? Rồi không biết luôn. Đã vậy rồi, giờ vớt 3 của Rise là gì cũng biết luôn. Ôi cha mà ơi là Ryzen đó em. Nhưng mà câu này có đúng không các bạn? Câu này vẫn chưa ổn nha em, nó vẫn chưa ổn. Vậy em đoán thử coi chữ Ryzen nó nghĩa là gì? Tức là tăng. Ừ, vậy Increase nó cũng là tăng nè, tại sao không chọn? Đúng không? Đúng không? Increase nó cũng là tăng nè. Vậy Ryzen cũng là tăng luôn. Vậy rốt cuộc em chọn gì? Ryzen hay là Increase? Hồi nãy em chưa nhìn để cái từ Increase. Thấy không? Thì có phải là cũng là lỗi của bạn nữa. Cho nên là không được. Mình gọi là thôi cái này thầy nhắc nhở chứ thầy không nói gì đâu. Ý là các bạn còn bị cái nữa, đó chính là lâu lâu mình bị lát cũng được không sao. Nhưng mà cái này nó chỉ có 8 từ thôi. Thầy đã nói với các bạn rồi, đừng có làm các bạn nhìn vô cái này ổn quá, các bạn không coi cái còn lại. Cho nên là thầy cũng đã nhắc rồi cũng lại bị thêm lần nữa, cho nên là làm từ từ. Trước giờ các bạn làm bài mà các bạn cứ lúc nào cũng nói là xa mấy câu bị lát mấy câu ngu là như vậy đó. Là vẫn chưa coi kỹ. Vậy câu này rốt cuộc là chọn rise hay chọn increase? Nó đều là tăng, nhưng mà em có biết sự khác biệt của hai cái quỹ này không Kim Loan? Có biết sự khác biệt giữa rise và increase không? Là chắc không biết ha.
Vậy bạn nào giải thích được thầy sự sự khác biệt giữa rise và increase nè? Sự khác biệt giữa rise và increase. Ai biết? Dạ, rise là kiểu mặt trời nó dần lên, còn increase là giá cả đúng không? Giá cả. Nó vẫn chưa ổn ha. Sự khác biệt. Ai biết? Rồi thầy phân tích các bạn. Rise nó là một cái nội động từ, là tăng, nội động từ. Nó nội động từ thì nó chỉ kết hợp với trạng từ chứ nó không có kết hợp với danh từ. Được chưa? Đây là tăng chứ không có làm tăng nha các bạn, cái này là tăng thôi. Được chưa? Ví dụ như là the price has risen. Được chưa? Còn nãy của Cao nói thì không có sai, nhưng mà nó bị một cái nữa là mình đang so sánh giữa rise và increase, hai cái nó đều là tăng. Còn nãy mà Cao nói là đó là mặt trời nó mọc em, mà nó thầy nói như vậy thì nó cũng không có sai, nhưng mà đang nói về sự khác biệt giữa rise và increase, nói như vậy nó vẫn chưa ổn. Được chưa? Hai cái hai đều có nghĩa là tăng, được chưa? Bởi vì một từ có nhiều nghĩa mà, chữ rise nó không có nghĩa là mọc nữa các bạn, được chưa? Đó thì các bạn coi nè, the price has risen thì nó chỉ còn cộng trạng từ thôi, nó dạy bộ tăng nhanh đi, quickly. Được chưa? Mình cộng trạng từ chứ mình không có cộng danh từ. Được chưa? Còn đối với cái trường hợp mà increase đó các bạn. Increase thì nó là vừa là nội động từ, nó vừa là ngoại động từ. Được chưa? Đó, nó vừa là nội, nó vừa là ngoại. Cho nên sau đó là trạng từ mà sau đó là cộng danh từ cũng được. Ví dụ, thầy ví dụ như là thầy tăng gọi là số lượng học sinh, hoặc là thầy tăng cái chất lượng của một cái việc gì đó, thầy có thể cộng danh từ được. Đó chính là sự khác biệt của rise và increase. Increase vừa là nội vừa là ngoại, là nó có thể đứng một mình, nó không kết hợp với danh từ, hoặc nó kết hợp với danh từ cũng được. Nếu mà nội động từ nó mang là tăng, ví dụ sản lượng tăng, dùng cả hai cái này, rise và increase. Ok, nhưng mà thầy nói là gì? Công ty này vừa tăng thêm lương, hoặc là tăng thêm gọi là nhân sự, thì buộc thầy dùng chữ increase. Các bạn đã hiểu được chưa? Đó, ok ha. Vậy đối với cái trường hợp số 24 này thì thầy đã có considerably, thì rõ ràng đây là trạng từ rồi, cho nên thầy có thể sử dụng cả hai. Được chưa? Đó, nhưng mà đúng nhất thì phải dùng chữ rise này thôi. Được chưa? Đó, ok các bạn ha. So prices will have, mà một khi đã tăng thì bản chất của nó là nó tăng chứ không có ai tác động lên nó, cho nên là các bạn nhớ chữ tăng hay chữ giảm á, nó không có bị động. Nhớ thầy nha, tăng giảm là không có bị động, bản chất của nó tăng luôn. Được chưa? Cho nên là không có to be gì hết trơn. Được chưa? Đó, prices will have risen considerably by the coming Tết festival. Giá cả nó tăng mạnh. Được chưa? Vào kiểu như là vào lúc dịp Tết, hiểu đơn giản thôi. By the coming Tết festival, vào dịp Tết thì giá cả nó sẽ tăng đáng kể. Được chưa? Các bạn nhớ thầy rise dramatically, thầy considerably thầy dạy các bạn rồi, đáng kể, một cách đáng kể. Được chưa? Đó, ok nha các bạn. Dùng chữ increase cũng được không sao. Ok, đó thì rõ ràng chọn thầy rising này. Ok nha. Rồi tiếp tục làm thầy câu số 25 nè. Câu số 25 thầy mời bạn tiếp theo nè. Câu số 25 anh làm đây. Anh làm thấy vậy nha. Cao nữa hả? Đứa nào khác đi. Cao hoài à. Ai làm xong mình nghỉ hả? Ủa alo, ai làm thầy? Mình làm đấy thầy. Ai đây? Trinh hả? Dạ. Vậy Trinh làm thầy đi. Vậy thì thầy là chọn là will have improved. Will have improved. Will have improved. Nhưng mà cái này mình có dùng bị động hay không? À có. Đó, phải đặt câu hỏi thì bị động chứ, người ta đang chủ động bị động mà. Will have been improved cho thầy. Được, các bạn thì câu này dịch thử coi. Dạ thầy là tôi mong đợi tiếng Nhật của bạn sẽ được cải thiện tốt hơn khi mà tôi trở lại Nhật Bản.
Tôi expect là gì? Tôi Expect là gì? mong chờ mong chờ, hoặc là ngoài mong chờ nó còn là gì nữa em? kiếm tư vọng Kỳ vọng hoặc là tôi dự đoán, tùy trường hợp, được chưa? Đó thì câu này là tôi gì đây? Tôi hy vọng, tôi mong đợi là tiếng Nhật của bạn sẽ được cải thiện. A great deal là gì? Nhiều. Là thôi bỏ đi, a great deal thầy dạy sao? Tôi hy vọng là gì? Tôi mong đợi là tiếng Nhật của bạn sẽ được cải thiện nhiều lúc mà bạn quay trở lại từ Nhật Bản. Được chưa? Đó, ok các bạn ha. Thì này rõ ràng hai sự việc nó xảy ra ở trong tương lai. Được chưa? Nhưng mà trước cái thời điểm mà quay trở lại từ Nhật Bản thì mình mong là tiếng Nhật của nó sẽ được cải thiện nhiều. Được chưa các bạn? Ok ha. Thì xử lý xong thầy 5 câu này. Đề thi có thể ra như vậy các bạn ha. Đề thi 15 phút 10 phút hay kiểm tra miệng nó sẽ có thể ra như vậy. Được chưa? Rồi xong ngày hôm nay. Bye bye mày được. Nhưng mà nhắc xíu, từ từ đi. Đi đâu rồi? Từ từ đi. Cũng nhắc rồi đó. Mấy bữa đã biết cái tính nết của thầy trước giờ rồi. Đi đâu gọi điện thoại, có gọi điện thoại ví dụ cái vụ đó nó gấp quá thì các bạn nhắn tin sau thầy. Dạ thầy ơi, hồi nãy em đi này nọ kia kia. Chứ đừng có để mà đợi thầy gọi điện cái, thầy nhắn tin cái, thầy kêu tên cái là hồi nãy em đi mẹ em gọi hay ai đó gọi, không có chấp nhận. Như vậy là rầy thầy nói rồi, thầy rầy các bạn. Rồi các bạn mà không bị thì các bạn bị chịu nghe chọn, là như vậy là không ổn. Một người vì, một người vì mọi người nha. Đó. Rồi xong ngày hôm nay, bye bye đứa, mai học tiếp. Bye. Không đứa nào chào luôn, ký đầu quá. Nhân chào thầy. Nhân chào thầy. Chào thầy. Ừ.